Oh man, so me and Tiger decided to head out, just walk out in the rain. Oh no, we're gonna see what. You wanna go back and I walk around a little bit? Oh, no, you're gonna get sick. No, I'm good. Mm-hmm. Yeah. I think I'm gonna get like so sick in this. Yeah, okay, go back. It's not gonna start raining the whole, it's like there's even like this stuff. Huh? It's gonna be like this later. I do not know. I'm not the weather guy. I'm just gonna cross over there to see what they have. I didn't come back, right? I don't know. Yeah, I can't. Okay, go back. Go back. Okay. So Tiger, he backed up. Yeah. It's gonna be me. I'm hoping I can find like, you know, like a Kamchatan restaurant. Just chill in there. Couple hours. Is there a Kamchatan here? Maybe we can do that, maybe. Maybe, but let me see. Let's see if they have some kind of some random Kamchatan. Kamchatan over here. Is it even open? Have a Kamchatan? No. No Kamchatan. No Kamchatan. I'm looking for Kamchatan. Okay, let's see. Do they have Kamchatan over here? Oh, 11. They open at 11, so. Maybe this is not Kamchatan. No? You have Kamchatan? Kamchatan? Too funny walking around looking for Kamchatan. Oh, maybe this place would have Kamchatan.
Okay, let's go. Let's ask them if we have gamcha time. Sorry, are you open? You have gamcha tan? No? Over here? Yeah. It's too funny. None of them have it. How is Harry? You have gamcha tan? Hi. Yep. Gamcha tan. Gamcha tan. No. In this way. Okay. Thank you. Okay. Look. Too funny. I thought like gamcha tan is like pho for Vietnamese and pizza for Italian. Dim sum for Hong Kong Chinese people, like, you know, you can go and find it anywhere you want. Like out in the brain. I'm still searching. Still searching for the gamcha tan. I think it's gonna be good. It should be good. Because. Oh, Chinese cuisine. What? I don't want Chinese. I want gamcha tan. I want Korean, not Chinese. I had enough of Chinese in Hong Kong, actually. Hong Kong was I wouldn't go back. Oh yeah, that should have here. Pork, mashed bone soup, yes. Pork butt soup in a hot pot. Okay. So $10. It's like $10. Okay. Found it. Found it. Now let's go back. Okay. I know where it is now. Found it. And so after that, I don't know where to go or what to do in this rain with Venus and with my mom and with Tiger. Not at his best. He's like coughing. But I come to Korea, you know, just to get the gamcha tan pork bone soup, so we'll see after that, let's see how they do. Let's go back and tell them the good news. The search for gamcha tan is I know where it is now. I'm just gonna go back and take the family over. Go back to the Seoul Station. This is like a Tokyo Station in Tokyo. So this is Seoul Station in Seoul. Anh tìm thấy cái nhà hàng mà anh muốn ăn rồi. Đi bộ qua đây khoảng chừng 3-4 phút rồi. Đi qua đó ngồi ăn uống rồi ngồi chừng 1-2 tiếng gì đó rồi làm gì làm hơn. Hồi tội nghiệp viên này, tôi thấy là không thôi mình ở đây đi vô một hồi để cho con dậy rồi mình mới đi.
tùy tại đi băng qua đây nè, băng qua cái đường đi rẻ khoảng 10 đồng một phần. Thì nó đâu biết là gì đâu mình tại. Không biết chị. Nãy đưa tiền. Ha ha. Con gái dậy rồi. Nó vậy có đồ ăn. Đang khóc khóc cái có đồ ăn kia là nín này. Đúng cái 20 ngàn. Má nói cậu mình tham gia ăn chắc cũng được thôi. Chưa đói rồi, giờ chưa muốn đi ăn không? Bỏ xuống, vừa bỏ xuống đi. Okay. We're heading back to the restaurant. Which is... Chúng sẽ vô trong đây có tiền. Oh man, what a rainy day. Why has to rain? Rồi, đi. Phía này cũng tò mò muốn nhìn coi Hàn Quốc như thế nào. Ồ, oh, thích chưa? Nhiều đá lộn. Cướp thì đánh lộn như ta. Rồi, lên trên bữa phải. Em bữa phải. Nguyên cả nhóm team lên đang đi lùng đồ ăn. Chỉ vô ngồi trong đó càng lâu càng tốt chắc.
giờ mưa này cũng không biết làm gì nữa. Có biết này không có đi lang thang, không có đi bụi được. Bữa nay không có bụi được giống như bên Nhật Bản rồi. Chưa có khám phá được. Hả? Năm trước đây nè. Rồi, tới đây rồi. Nói gì cũng không hiểu luôn. Hình như chắc cũng chưa đói đến nỗi mà ăn đồ nướng. Ăn đồ nướng không? Chắc là bây giờ mình ăn suốt cái xong rồi cái chiều ở cái cầm chợ thang này nữa, cái đi cầm chợ thang. Nếu mà không mưa mình đi lang thang được. Mình kêu một phần bự ra anh hay là nước nóng hả? Trời. Anh nè, con gái quá trời ngủ. Tới trước đây em mặc nó một cái đồ để mình kiếm một phần này ăn đi ha, rồi coi nếu mà thiếu thì mình kêu thêm. Thank you.
có uống một lần rồi thôi, ngày uống một lần. Xin là medicine. Thay rồi, nó có nhiều. Anh là thay rồi. Trời lạnh lạnh ăn cái món này vô coi sao. Không biết nữa. Yeah, because on the plane, like, I try hard telling you, you know, that you need to sleep. But the whole day, you're not going to be sleeping. Come, let it soil. Tiếng Hàn nó cơm là gì thôi, muốn cơm hay muốn mì. Anh đi vòng vòng tìm trước. Ủa,
Được, có. Ừ, ok. Giống như bố mẹ. Thì cái này trung tâm hả? Show station. Cho thấy cảm giác hiểu không coi không khí Hàn Quốc như thế nào. Ừ, uống trời mưa ngày mai nó để ngày mai trời nắng đẹp lắm. She's older than you? You. Well, she is older than me. No, she's 25. Huh? Are you cuckoo? No, she's not. She's 25. Well, if she tell you she's 25, would you believe 25? Yeah, but if she tell you she's 25, would you believe 25? So why you believe 35? How old is she? Well, if you think she's 35, then... She's older than me, bro. By one. I told you many times. How many? Jason. Sao? Ủa, mình kêu cơm là muối mì nó tính riêng hả ta? Cái này nó không có gì hết hả ta? Rice? Does it come with rice or no? Máng mì hả? Em ăn mì thì em... So two rice and two ramen. Tại vì 1 giờ nó mới bắt đầu mà mình luôn. Thôi đem hai gói mì lại. Ủa biết vậy nãy mình đem cái mấy cái mì gói của mình ở Hồ Chí Minh mình dục hết với tiêu. Đâu có dục đâu. Trời. Cái nãy đem theo bỏ vô là khỏi tính tiền nha. Bỏ vô nhanh lên. Thank you.
Đồ Hàn Quốc ở ngoài trời mưa, ăn đồ Hàn Quốc
ở ngoài đất nước Hàn Quốc. Rồi bí mật này anh bí mật này. Rồi xung quanh cũng là đều người Hàn Quốc luôn. Cái bà phục vụ cũng là người Hàn Quốc luôn. Còn xe ở đây cũng là xe Hàn Quốc luôn. Mấy thằng tài xế cũng Hàn Quốc luôn. Tìm một cái mặt đó nó ở đây nữa. Hay họ hỏi đây có wifi không? Có bắt chung rồi, đã có wifi. Ok, okay. Yeah, I mean one. Go over there, I cannot read it. Take a, go over there, take a picture and come back. Just take a picture and then come back. Let me know you come along. Am I the water man? Vô miệng nó là nó đâu biết là cái đó là gì.
thấy rồi. Đưa mic qua. Lấy cái mì ra để mồi nó nén hết. Thấy rồi. Mắm mắm. Mày thơi, mày thơi. Hi sis, there's a McDonald's, sorry, in walking this way. I swear, this guy is from Squid Game.